về kế hoạch phản công quy mô lớn 160.000 quân của Ukraine. Khóa huấn luyện phi công Ukraine là máy bay chiến đấu F-16 sắp hoàn thành. Quân đội Ukraine xây nhiều bong ke, hầm ngầm ở Aifka. Mỹ và Nga sẽ tranh luận về sự chiếm đóng lãnh thổ Palestine của Israel. Ông Trump sẽ bị siết nợ, tịch thu các tòa nhà nếu không nộp phạt 355 triệu đô la Mỹ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình Nga, Tổng thống Putin đã nhận được báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu về chiến thắng ở thành phố chiến lược Adipka. Cùng với đó là bản kế hoạch chi tiết về chiến dịch phản công quy mô lớn và kéo dài do lực lượng vũ trang Ukraine phát động – bắt đầu từ tháng 6 năm 2023 với quy mô quân số lên tới 160.000 người. Bên cạnh báo cáo về chiến thắng của Nga ở thành phố chiến lược Adipka, miền đông Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay, Bộ Tư lệnh Ukraine, Ukraine đã lên kế hoạch triển khai tới gần 160.000 binh sĩ, 110 tiểu đoàn trực chiến và 30 tiểu đoàn dự bị, 800 xe tăng, 150 phương tiện tác chiến đường không, máy bay và trực thăng, cùng hơn 2.500 xe bọc thép. Đến nay, Ukraine đã không đạt được các mục tiêu như dự kiến họ mất hơn một nửa số xe tăng Leopard cùng 123 máy bay và trực thăng trong cuộc phản công. Ông Sogu lưu ý rằng, sự chỉ huy lên kế hoạch phản công cho Ukraine hoạt động bên ngoài lãnh thổ nước này, chủ yếu tại các quốc gia vùng Baltic. Ông Sogu nói, kết quả của chiến dịch này cho thấy phương pháp và công nghệ chiến tranh của phương Tây không quá độc đáo và thành công. Đáng lưu ý, trong chiến dịch phản công này, một kế hoạch đã được vạch ra trong lực lượng vũ trang Ukraine để nhắm vào Crimea. Ông Sogu nói, Karinki đã được lên kế hoạch để trở thành điểm đột phá chính. Bốn lữ đoàn thủy quân lục chiến của đối phương đã tập hợp ở đó. Đây là những đơn vị được trang bị và huấn luyện tốt. Họ được nghỉ ngơi đủ và kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá, tạo chỗ đứng cho việc tiếp tục tiến xa hơn. Nhưng theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, lực lượng Nga trong khu vực đã ngăn chặn điều đó xảy ra. Ông Sogu cho biết kế hoạch đưa lực lượng Ukraine tới biển Azov được chuyên gia ở Ba Lan và các nước vùng Baltic phát triển. Ông Sogu nói, đối phương được cho là sẽ tiếp cận biển Azov cắt đứt hành lang từ Crimea. Tất cả đều do một đội đặc nhiệm lên kế hoạch. Đội này đã được thành lập và vẫn đang hoạt động ở các nước lân cận là Ba Lan và vùng Baltic. Bộ trưởng Sugo cho biết, tuyến phòng thủ được xây dựng trước cuộc phản công của Ukraine đã giúp quân đội Nga loại bỏ lực lượng Ukraine hàng ngày. Đây không chỉ là phòng thủ theo chiều sâu, nó cho phép quân đội Nga phòng thủ chủ động, tức là có thể tấn công một số khu vực nhất định, loại bỏ lực lượng và vũ khí của đối phương. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cảm ơn những kỹ sư cầu đường, các thống đốc khu vực, thị trường Moscow và thống đốc vùng Moscow. Ông cho biết 80% tuyến phòng thủ được xây dựng bởi lực lượng công binh và đường sắt. CNN dẫn thông tin từ lực lượng vệ binh quốc gia Arizona. Bốn phi công Ukraine đầu tiên dự kiến sẽ hoàn thành khóa huấn luyện trên máy bay chiến đấu F-16 vào mùa hè. Các phi công bắt đầu huấn luyện vào giữa tháng 10 với phi đoàn máy bay chiến đấu số 162 ở Tucson, Arizona. Lồng Năm Góc cho biết quá trình huấn luyện sẽ mất vài tháng để hoàn thành. Theo đại úy Erin Hannigan, phát ngôn viên của lực lượng vệ binh quốc gia Arizona cho biết, tất cả các phi công dự kiến sẽ hoàn thành khóa huấn luyện từ tháng 5 đến tháng 7, mặc dù thời gian chính xác phụ thuộc vào tiến độ của chương trình. Ukraine kỳ vọng rằng việc nhận được số lượng lớn tiêm kích F-16 có thể giúp nước này giành lại ưu thế trên không để bảo vệ quân đội ở tiền tuyến. F-16 là loại vũ khí mà Ukraine mong mỏi có được từ sau khi xung đột với Nga bùng nổ. Giao tranh càng kéo dài, ước mong có F-16 của Ukraine càng lớn. Ukraine cần một loại máy bay chiến đấu có thể mang những loại tên lửa đã được phương Tây cung cấp như tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow và biến thể Scarp EG. Việc hoán cải để có thể lắp được trên F-16 sẽ dễ dàng hơn so với việc lắp lên các máy bay chiến đấu kiểu liên xô cũ. Với F-16, Ukraine có thể ngăn chặn máy bay và trực thăng của Nga tấn công lực lượng mặt đất. Đây là điều cực kỳ quan trọng, bởi trên mặt đất, các lực lượng của Ukraine phải đối mặt với hàng loạt cản trở như bãi mìn, hệ thống răng rồng hay gần đây là cả hệ thống phòng thủ tạo nên bởi các toa tàu hỏa cũ. Trong tình huống gặp phải những cản trở như vậy, các lực lượng của Ukraine rất dễ bị phơi ra trước các cuộc tấn công đường không và chịu tổn thất nặng. Ngay từ đầu năm 2023, trong một bình luận với hãng tin AP của Mỹ, ông George Paros, nhà phân tích về Nga của ISV cho rằng Ukraine không kiểm soát được không phận nơi họ tấn công. Tiến hành các hoạt động tấn công trong điều kiện như vậy là cực kỳ khó khăn. Thực tế sau đó cho thấy, do thiếu hụt sức mạnh không quân, Ukraina đã gặp nhiều bất lợi trong cuộc phản công mùa hè năm 2023 khi các máy bay trực thăng tấn công của Nga tấn công phá hủy nhiều xe tăng và xe bọc thép của Ukraina. Những chiếc tiêm kích F16 để phát huy được đầy đủ tính năng cần đi kèm với một loạt cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới. Ukraina cũng cần phải có thời gian để tích hợp các nền tảng mới vào hoạt động tác chiến liên hợp và phi công Ukraina cũng cần phải được huấn luyện chuyển đổi từ sử dụng máy bay chiến đấu kiểu Liên Xô sang sử dụng máy bay chiến đấu phương Tây chỉ có thuần thục kỹ năng họ mới có thể thoải mái trong buồng lái và tự tin không chiến đấu với đối thủ dày dặn kinh nghiệm phía nga cuộc xung đột nga ukraine giờ đây đã mang tính lâu dài trở thành xung đột tiêu hao trong xung đột tiêu hao ấy sẽ không có loại vũ khí nào có thể thay đổi đột ngột được cục diện của chiến trường mà phải là tác động từ tổ hợp của tất cả các yếu tố chính trị tinh thần khả năng huy động thời chiến kết hợp với quân số và vũ khí trang bị quân đội nga hiện nay đã thích nghi được với những gì đang xảy ra đã có những điều chỉnh cả về chiến lược và chiến thuật cho nên đã đạt được những thành tựu cụ thể. Thưa quý vị, hãng tin SF thông tin, Nga đã sử dụng bom hạng nặng để tấn công các cơ sở quân sự ở thị trấn Orekhov thuộc vùng Zaporizhia. Bộ Chỉ huy Ukraine cũng đã gửi lực lượng dự bị tới đó để triển khai thêm các hoạt động quân sự tại làng Rabotino. Nga đang đẩy mạnh tấn công theo mọi hướng trên tiền tuyến Ukraine mục tiêu chính là lực lượng dự bị của Ukraine ở khu vực phía sau. Kết quả là Bộ Chỉ huy Ukraine mất đi cơ hội phản ứng nhanh trước các cuộc tấn công của Nga. Trong đợt tấn công đêm 20 tháng 2, Nga triển khai cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp và quân sự của Ukraine. Hầu hết các mục tiêu đều nằm ở khu vực phía đông và miền trung, nơi quân đội Ukraine đang tập trung lực lượng để đưa ra mặt trận. Các nguồn tin địa phương xác nhận vụ nổ ở vùng Poltava, Nga cũng thực hiện cuộc tấn công nhằm vào sân bay quân sự Kanatovo ở khu vực Kirovograd. Tại đơn IAP, các vụ nổ cũng xảy ra ở gần sân bay, nhiều cơ sở công nghiệp ở Kremenchuk cũng bị tấn công. Ngoài ra, SF còn thông tin Nga đã sử dụng bom hạng nặng để tấn công các cơ sở quân sự ở thị trấn Orekhov thuộc vùng Zaporizhia. Bộ chỉ huy Ukraine cũng đã gửi lực lượng dự bị tới đó để triển khai thêm các hoạt động quân sự tại làng Rabotino ở khu vực Zaporizhia, quân đội Nga cũng đã nhằm vào một số sở chỉ huy và một số điểm triển khai quân ở vùng trung tâm. Cũng liên quan đến tình hình giao tranh căng thẳng giữa hai quốc gia này, có thể thấy Ukraine đang đối mặt với sự gia tăng lợi thế của Nga. Sau khi chiếm Adipka, Moscow có thể cố gắng giành các khu vực xung quanh thị trấn này, chẳng hạn như khu vực Vuleda ở phía nam, Rabotino ở phía tây hay khu vực Kupiansk ở rìa Kharkov. Hiện vẫn chưa rõ ý định và khả năng của Nga nhưng moscow chắc chắn sẽ quyết tâm dành thêm một tháng lợi mới trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra chưa đầy một tháng nữa tổ hợp công nghiệp quân sự của nga dường như đang tích cực hoạt động để đưa sản xuất trang thiết bị và vũ khí sử dụng cho kế hoạch quân sự các nguồn tin của ukraine và phương tây đều cho rằng tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng chủ yếu là đạn pháo và phòng không đã góp phần dẫn đến sự sụp đổ của thanh trì adipka việc thiếu hụt trầm trọng trang thiết bị do phương tây cung cấp cùng nỗi lo Mỹ sẽ ngừng hoàn toàn viện trợ quân sự đã buộc Ukraine phải chật vật giải rác binh lực toàn bộ mặt trận. Điều này có thể khiến Nga lợi dụng điểm yếu và tiến hành những cuộc tấn công hạn chế bên ngoài Adipka. Theo giới phân tích, động lực quan trọng nhất hiện nay đối với các lực lượng Nga là sự kiên trì và quyết tâm. Ngoài ra, Moscow còn có một thứ mà Ukraine đang thiếu là nguồn tân binh dồi dào cho tiền tuyến, và nguồn lực này có thể được bổ sung với tốc độ đáng kinh ngạc. Trang tin The Kyiv Independent ngày 20 tháng 2 dẫn lời giới chức địa phương Ukraine cho hay, lực lượng Nga triển khai các cuộc tấn công nhằm vào 11 tỉnh, khiến 2 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong vòng 24 giờ. Không chỉ vậy, kênh Military Summary đưa tin, chỉ trong 3 tháng qua, Ukraine liên tiếp nhận tin xấu. Họ đã để mất các thành phố và làng mạc như Marinka, Adipka, Tabaipka, Karokmane, Vesele và mới nhất là đầu cầu Kadinki ở tả ngạn sông Dnepr thuộc vùng Kherson. Các kênh Tobi Azodele và SGS xác nhận Nga cũng vừa giành quyền kiểm soát làng Bobeda phía nam Marinka trên đường tiến về Uleda. Theo đó, lực lượng Moscow đã đẩy quân Ukraina ra khỏi khu vực này. Việc dọn dẹp đang được tiến hành. Mục tiêu tiếp theo của Nga đang được hình thành tại ô màu trắng trong bản đồ dưới đây. Trong khi đó, theo kênh Military Sumari, lực lượng vũ trang Nga đã công bố đoạn phim về cuộc tấn công vào cứ điểm phía nam rừng Popivsky. Ở phía tây Bắc Mút trong cuộc giao tranh, họ đã đánh bại một nhóm binh sĩ Ukraine, dọn sạch một thành trì và giành toàn quyền kiểm soát khu vực. Mục tiêu tiếp theo là Ivanivske. Nếu Nga giành được ngôi làng này, họ có thể hình thành mũi bao vây tra xúc ra từ hướng Nam, thành trì quan trọng phía sau Bắc Mút bắt đầu thực sự nguy hiểm. Không chỉ dừng ở đó, theo kênh Tobi Azudele, tại phía tây Adipka, theo những gì được biết, lực lượng Nga đã tấn công đến gần làng Severnoze. Quân đội Ukraine không còn giữ được cánh đồng nữa, buộc phải rút lui tình hình thậm chí còn có thể xấu hơn, đến mức Ukraine cũng sẽ sớm thất thủ ở Robotine, Novo Mikhailivka, Ivanivske, Kalachivka, Andriivka, Terni, Zampolivka, Bilohorivka. Trước tình hình này, mới đây, lữ đoàn lực lượng đặc biệt số 12 của Ukraine đã tiến hành tấn công táo bạo vào quân đội Nga, khiến nhiều binh lính thiệt mạng. Theo đó, đoạn phim do Trung đoàn Azov của Ukraine công bố trên Telegram được quay bằng camera nhìn đêm do một người lính thuộc Lữ đoàn Lực lượng Đặc biệt số 12 điều khiển. Người dường như đã sát hại nhiều binh sĩ Nga ở cự ly gần trong cuộc tấn công táo bạo. Nhóm tiến hành đột kích vào hậu phương của địch. Đoạn video trình chiếu những thước phim độc đáo ghi lại cảnh những kẻ xâm lược bị tiêu diệt trong trận cận chiến. Lữ đoàn viết trong chú thích kèm theo clip. Không rõ đoạn phim được quay khi nào và ở đâu. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Quân đội Kiev cho biết trong một bản cập nhật ngày 19 tháng 2 rằng Nga đã mất 1.290 binh sĩ chỉ trong một ngày, tổn thất lớn nhất được báo cáo trong năm của Moscow. Trong diễn biến có liên quan, tướng Ruskoi nói về báo Krasnaya Zvezda của Nga ngày 19 tháng 2. Họ đang điều khiển hệ thống phòng không, tên lửa chiến thuật tác chiến và hệ thống pháo phản lực phóng loạt, đồng thời tham gia vào các đơn vị tấn công. Cũng theo quan chức này, Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine đầy đủ vũ khí và các dịch vụ liên lạc cũng như thông tin tình báo. Tuy nhiên, một số thiết bị cần có binh sĩ phương Tây có trình độ trên thực địa thao tác. Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga không nêu ra bằng chứng cho cáo buộc trên. Hiện Ukraine và NATO chưa đưa ra bình luận. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, hơn 5.900 lính tư nhân nước ngoài đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022. Vừa qua, Bộ này cũng thông báo đã tiêu diệt hơn 60 lính tư nhân nước ngoài trong một cuộc tấn công chính xác, trong đó phần lớn là những người nói tiếng Pháp mặc dù Pháp sau đó phủ nhận rằng không có lực lượng vũ trang nào của họ ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Pháp thừa nhận rằng một số công dân Pháp đã tham gia chiến đấu với tư cách là tình nguyện viên và Paris không thể ngăn cản họ làm như vậy. Nhờ sự phát triển nhanh chóng của máy bay không người lái FPV, lực lượng Ukraine đã đạt được thành công mới trên chiến trường Donetsk. Đó là việc phá hủy căn cứ Nga chứa nhiều xe bọc thép, trong đó có xe chiến đấu bọc thép Terminator, xe chiến đấu bộ binh BMP-3 hai xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, hai pháo phòng không AZPS-60 đặt trên xe tải Zin-130 và hàng loạt xe tải chở đầy đạn dược khác. Quân đội Ukraine đã công bố video về vụ tấn công trên Telegram. Theo Defense, tất cả các thiết bị vũ khí đạn dược bên trong căn cứ Nga đã bị phá hủy bởi máy bay không người lái FPV của đơn vị Bulava thuộc lữ đoàn Tổng thống riêng biệt. Vị trí của căn cứ đã được các nhà phân tích OSINT xác định. Đây là vùng ngoại ô phía nam của Starominovka ở tỉnh Donetsk, cách tiền tuyến 5,5 km. Đoạn video cung cấp nhiều thông tin hơn về cách Ukraine sử dụng máy bay không người lái để giáng đau đớn cho Nga. Vụ tấn công có sự phối hợp của những người điều khiển máy bay không người lái, cũng như tình báo Ukraine, đơn vị giúp xác định vị trí và sự tích lũy xe bọc thép của Nga trong căn cứ. Mới đây nhất, Ukraine đã phát triển loại đạn xuyên giáp EFPS tiên tiến, được thiết kế đặc biệt cho máy bay không người lái FPV Sản phẩm này được trình bày chi tiết trong một tài liệu trên trang web của lực lượng phòng vệ lãnh thổ. Theo thông tin được công bố, EFPS chỉ nặng 1 kg, thuộc dòng đạn Shockwave Dynamics SVKD, đạn được sử dụng chống lại các phương tiện bọc thép hạng nhẹ, bao gồm pháo tự hành, xe chiến đấu bộ binh (IFV), xe bọc thép chở quân (APC) cũng như các công trình công sự của đối phương. Tài liệu nhấn mạnh khả năng xuyên giáp của đạn EFPS là 25 mm với phạm vi sát thương từ 1,5 m đến 50 m phần tử va đập có trọng lượng 165 g và đạt vận tốc 1.800 m một giây. Trong khi Ukraine tích hợp loại đạn mới cho máy bay không người lái, phía Nga tuyên bố đã phát hiện một hệ thống dẫn đường quang học để biến máy bay không người lái cảm tử thành đạn dẫn đường trên không. Kể từ khi bắt đầu xung đột, ngoài việc triển khai phương tiện thiết giáp, vũ khí phòng không trên mặt đất, cả Nga và Ukraine đều tích cực phát triển các thiết bị dành cho hoạt động không chiến. Ukraine hồi tháng 12 năm 2023 cho biết họ có kế hoạch sản xuất hơn 11.000 máy bay không người lái tấn công tầm trung và tầm xa vào năm 2024, cũng như một triệu máy bay không người lái FPV góc nhìn thứ nhất để phục vụ mục đích quân sự ở tiền tuyến. Thưa quý vị, quân đội Ukraine đã thất bại ở chiến trường Adipka, nơi được coi là có phòng tuyến kiên cố và chắc chắn nhất. Trong lúc rút lui để bảo toàn lực lượng, quân đội Ukraine đã phải bỏ lại nhiều khí tài quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, Adipka đã được Ukraine gia cố mạnh mẽ bằng các bong kè và đường hầm rộng lớn dưới lòng đất. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin hôm 20 tháng 2 rằng lực lượng Nga đã giành được thị trấn Adipka ở Donetsk với tổn thất tối thiểu. Ông Shoigu cho biết trong khi rút quân khỏi thị trấn, lực lượng Ukraine đã bỏ lại nhiều khí tài và thiết bị quân sự, Tổng thống Putin chúc mừng Bộ trưởng Shoigu về thành công ở Adipka, lưu ý rằng lực lượng Ukraine đã buộc phải bỏ chạy khỏi thị trấn được phòng thủ kiên cố, nhưng lại mô tả đây là một cuộc rút lui có tổ chức. Ông Putin nói, tình hình ở Adipka chắc chắn là một thành công, nhưng cần phải tiến xa hơn nữa. Các bước tiến cần phải được chuẩn bị tốt với nhân sự, vũ khí, thiết bị và đạn dược. Tổng thống Nga cho biết, tất cả các binh sĩ Ukraine bị bắt phải được hưởng các quyền của họ theo các công ước quốc tế về tù binh. Là một vùng ngoại ô phía bắc của Donetsk, Adipka đã từng là thành trì quan trọng của Ukraine kể từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột giữa Kiev với lực lượng ly khai Donbass. Trong 9 năm qua, địa điểm này vẫn nằm trên tuyến đầu và là nơi mà Ukraine tiến hành nhiều cuộc tấn công và vào Donetsk. Ông Sogu lưu ý rằng Adipka cũng đã được gia cố mạnh mẽ với các bong ke và đường hầm rộng lớn dưới lòng đất do quân đội Ukraine xây dựng. Theo RT, Nga giành quyền kiểm soát thành phố Adipka vào ngày 17 tháng 2, gây thương vong nặng nề cho phía Ukraine với con số thương vong lên tới 1.500 người chỉ trong một ngày. Đây là chiến thắng lớn nhất của quân đội Nga kể từ sau khi giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut vào tháng 5 năm 2023. Bộ trưởng Nga Sergei Shoigu tiết lộ, chiến dịch giành quyền kiểm soát thị trấn đã được Bộ Tổng tham mưu chuẩn bị từ mùa thu năm ngoái. Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào các vị trí then chốt của Ukraine. Hơn 450 cuộc tấn công như vậy đã được thực hiện hàng ngày trong suốt chiến dịch. Ông Shoigu cho biết, lực lượng Nga cũng đã giành quyền kiểm soát làng Karinki ở khu vực Kherson phía nam Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy quân sự miền Nam Ukraine cho biết, quân đội của họ đã giữ vững các vị trí ở tà ngạn sông Dniep và các cuộc tấn công của Nga đã không thành công. Về phía Ukraine, Kiev khẳng định các binh sĩ của nước này đã rút lui có tổ chức khỏi thành phố, theo lệnh của tân tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Alexander Sitsky. Sự sụp đổ của Adyuka với Ukraine có thể còn nghiêm trọng hơn so với đánh giá ban đầu, trong bối cảnh lực lượng Kiev gặp khó khăn về nhuệ khí và chiêu mộ tân binh. Theo các quan chức cấp cao phương Tây và binh sĩ Ukraine, hàng trăm đồng đội của họ có thể đã bị bắt bởi các đơn vị tiến công của Nga hoặc mất tích trong cuộc rút lui hỗn loạn của lực lượng Kiev khỏi thị trấn Adipka. Việc Nga chiếm Adipka đã nổi lên như một mất mát mang tính biểu tượng đáng kể đối với quân đội Ukraine. Đó là một dấu hiệu cho thấy tác động trên chiến trường của việc Quốc hội Mỹ cho đến nay chưa phê duyệt thêm hỗ trợ quân sự khi nguồn cung cấp đạn pháo ngày càng cạn kiệt, khiến việc giữ vững phòng tuyến với Kiev ngày càng khó khăn hơn có thể sẽ không thể thống kê chính xác có bao nhiêu người Ukraine bị bắt hoặc mất tích cho đến khi Ukraine củng cố các tuyến phòng thủ mới bên ngoài thành phố. Nhưng hai binh sĩ nắm rõ thông tin về cuộc rút lui của Ukraine ước tính có khoảng 850 đến 1.000 binh sĩ dường như đã bị bắt hoặc mất tích. Các quan chức phương Tây cho rằng ước tính đó có vẻ chính xác. Giới chức Mỹ vẫn chấn an rằng việc mất Adipka không phải là một thất bại chiến lược đáng kể, đồng thời lập luận rằng những thắng lợi của Nga ở miền đông Ukraine sẽ không nhất thiết dẫn đến bất kỳ sự sụp đổ nào của các phòng tuyến của Ukraine và Moscow và khó có thể tiếp tục một cuộc tấn công lớn khác. Tuy nhiên, việc hàng trăm binh sĩ Ukraine bị bắt có thể thay đổi tính toán đó. Các quan chức Mỹ trong những ngày gần đây cho biết tinh thần của quân đội Ukraine đã suy giảm sau cuộc phản công thất bại vào năm ngoái, cộng với việc thay thế tổng tư lệnh quân đội. Vì những vấn đề như vậy, quân đội Ukraine đã gặp khó khăn trong tuyển quân. Nghi vấn hàng trăm binh sĩ, đặc biệt là những người có kinh nghiệm chiến trường bị bắt, có thể sẽ khiến nhu cầu tăng quân ngày càng gay gắt và làm phức tạp thêm nỗ lực chiêu mộ tân binh. Kết quả là sự sụp đổ của Adipka có thể còn nghiêm trọng hơn những gì được đánh giá ban đầu. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine thừa nhận rằng một số binh sĩ bị bắt trong cuộc rút lui khỏi Adipka, nhưng họ đã tìm cách hạ thấp con số và mức độ nghiêm trọng. Tuy nhiên, một số binh sĩ và quan chức phương Tây xin giấu tên vì tính chất nhạy cảm của thông tin cho biết việc không thực hiện cuộc rút quân có trật tự và tình trạng hỗn loạn xảy ra vào ngày 16 và 17 tháng 2 khi hệ thống phòng thủ sụp đổ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến một số lượng đáng kể binh sĩ Ukraine bị bắt. Họ cũng nói rằng việc rút quân của Ukraine là không có kế hoạch và bắt đầu quá muộn. Theo đánh giá của tờ New York Times, dựa trên các cuộc phỏng vấn với các binh sĩ, thì lực lượng Ukraine đã không chuẩn bị cho việc lực lượng Nga tiến vào Adhipka nhanh đến vậy. Phía Ukraine đã cố gắng câu giờ để lực lượng bộ binh chính quy của mình rút lui khỏi thành phố, sử dụng lực lượng đặc nhiệm và lữ đoàn xung kích riêng biệt số 3 tinh nhuệ để yểm trợ cho cuộc rút lui. Nhưng các đơn vị này không thể làm chậm bước tiến của Nga hoặc đưa được tất cả binh sĩ Ukraine thoát ra. Một cuộc rút lui hỗn loạn là không thể tránh khỏi. Theo các chiến lược gia Mỹ, việc rút quân mà không chịu tổn thất nặng nề là khó, nhưng có thể giảm thiểu tổn thất nếu nó được thực hiện một cách có chủ ý, không vội vàng và cuộc rút lui hỗn loạn đã gây thêm tổn thất. Đối với Ukraine, thách thức rút khỏi Adipka càng trở nên phức tạp hơn bởi thực tế là Nga đã bao vây thị trấn này từ gần ba mặt. Một con đường trải nhựa duy nhất là con đường khả thi nhất để ra vào thị trấn, Tuyến đường sống còn này cũng bị đe dọa trực tiếp vào đầu tháng này, khiến việc rút quân trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Các đơn vị quân đội Ukraine từ lâu đã gặp khó khăn trong việc liên lạc với nhau vì họ thường có các thiết bị vô tuyến khác nhau. Những người lính biết về cuộc rút lui cho biết, vấn đề liên lạc khó khăn là một yếu tố dẫn đến việc binh sĩ bị bắt, thiệt mạng và bị thương. Những người lính được New York Times phỏng vấn cho rằng, một số đơn vị đã rút trước khi những đơn vị khác biết về cuộc rút lui, điều đó khiến các đơn vị bị bỏ lại có nguy cơ bị lực lượng Nga bao vây. Tổng thống Vladimir Putin hôm 20 tháng 2 cho biết, lệnh rút khỏi thị trấn Adipka của Ukraine đã được công bố sau khi quân đội Ukraine bắt đầu bỏ chạy trong hỗn loạn. Ông nói rằng tất cả binh lính Ukraine bị bắt phải được hưởng các quyền của họ theo các công ước quốc tế về tù nhân. Ông Putin nói với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tại Điện Kremlin, Đối với tình hình chung ở Adipka, đây là một thành công tuyệt đối. Tôi xin chúc mừng các vị, nó cần được tiếp tục phát huy. Ông nói thêm, nhưng sự phát triển đó phải được chuẩn bị tốt cung cấp nhân sự, vũ khí, trang thiết bị và đạn dược. Nó có vẻ là hiển nhiên, nhưng tôi vẫn đề nghị các vị chú ý. Ông Putin cho biết thêm quân đội Nga sẽ tiến sâu hơn vào Ukraine để phát huy thành công trên chiến trường sau khi thị trấn Adipka thất thủ. Theo trang The Kiev Independent, Viện Nghiên cứu Chiến tranh isw của Mỹ nhận định các hoạt động tấn công của Nga bao gồm pháo kích và không kích chậm lại đáng kể sau khi Ukraine rút quân khỏi Adipka. Các nhà phân tích ISVK bình luận, các lực lượng Nga có thể sẽ phải tạm dừng hoạt động trước khi nối lại những hoạt động tấn công quan trọng theo hướng Adipka hoặc sẽ phải điều thêm quân tiếp viện từ các khu vực khác. Hãng tin TASS vừa qua dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, binh sĩ Nga đã phát hiện ra đạn dược do nước ngoài sản xuất tại thành trì của Ukraine ở thành phố Adipka và một kho đạn súng cối 120mm do Mỹ và Cộng hòa Séc sản xuất ở tòa nhà gần đó. Một quân nhân thuộc quân đoàn tình nguyện của Nga khẳng định, binh sĩ nước này đang hỗ trợ khoảng 200 dân thường Adipka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đang do Nga kiểm soát. Trước đó đã có thông tin cho rằng hoạt động dọn dẹp ở Adipka đã hoàn thành sau khi lực lượng Ukraine rút lui, dẫn tới Nga kiểm soát thành phố này hoàn toàn vào ngày 17 tháng 2 sau nhiều tháng giao tranh căng thẳng. Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba nói với CNN rằng Adipka sẽ không thất thủ nếu Kiev nhận được vũ khí viện trợ do Quốc hội Mỹ không phê duyệt một gói viện trợ lớn. Ông Kuleba nói, chúng tôi sẽ không mất Adipka nếu chúng tôi có đủ đạn pháo cần thiết để bảo vệ nó. Nga không có ý định tạm dừng hoặc rút lui. Một khi Adipka nằm trong tầm kiểm soát của họ, họ chắc chắn sẽ chọn một thành phố khác và bắt đầu để tấn công. Ông nói quân đội Ukraine đã làm nên những điều kỳ diệu, nhưng lý do họ phải hy sinh bản thân và chết là vì có ai đó vẫn đang tranh luận về một quyết định. Tôi muốn mọi người nhớ rằng mỗi ngày tranh luận ở nơi này đồng nghĩa với một cái chết khác ở nơi khác. Thưa quý vị, báo chí Nga cho biết, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, người đã kêu gọi chính phủ Mỹ chỉ định Nga là nhà tài trợ khủng bố vào tuần trước, đã được thêm vào danh sách những kẻ cực đoan và khủng bố của Moscow. Báo chí Nga hôm 20 tháng 2 cho biết, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, người đã kêu gọi chính phủ Mỹ chỉ định Nga là nhà tài trợ khủng bố vào tuần trước, đã được thêm vào danh sách những kẻ cực đoan và khủng bố của Moscow. Ông Graham có mã số 3967 theo cơ quan giám sát tài chính liên bang, cơ quan Nga chịu trách nhiệm về danh sách này. Cơ sở dữ liệu không nêu lý do cụ thể tại sao các thực thể hoặc cá nhân được đưa vào nhận xét của ông được đưa ra cách đây vài hôm nhân tin tức về cái chết của nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny. Phát biểu với chương trình CBS Face the Nation, nhà lập pháp Mỹ đề xuất việc chỉ định vào danh sách tài trợ khủng bố này như một cách khiến người Nga phải trả giá vì đã giết Navalny. Cơ quan nhà tù Nga thông tin rằng Navalny, người đang thụ án vì một số tội danh nhất định, đã ngã gục sau khi đi dạo thường lệ trong ngày. Cho đến nay, Nga vẫn chưa công bố kết quả khám nghiệm tử thi nào chính phủ Nga viện dẫn việc các chính trị gia phương Tây vội vàng đổ lỗi cho Moscow về cái chết của Navalny là bằng chứng cho sự thiên vị của họ. Graham là người lớn tiếng đề xướng cách tiếp cận diều hâu trong chính sách đối ngoại. Năm ngoái khi đến thăm Kiev, ông đã ca ngợi viện trợ quân sự của Mỹ, cung cấp cho Ukraine là số tiền tốt nhất mà Mỹ từng chi ra tuyên bố này đã gây ra một vụ bê bối truyền thông vào thời điểm đó sau khi văn phòng của tổng thống ukraine volodymyr zelensky chỉnh sửa nhận xét của graham để làm cho có vẻ như ông đang mô tả việc người ukraine giết người nga nhưng thực tế ông không nói vậy tuy nhiên graham cho rằng việc người nga chết dưới tay người ukraine trên chiến trường là một điều tốt người phát ngôn của tổng thống nga dmitry peskov gọi bình luận của ông graham khi đó là sự ô nhục đối với mỹ trong khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng những lời đe dọa giết người Nga như vậy từ lâu đã trở thành thông lệ tiêu chuẩn ở Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng những lời phát biểu như vậy là lố bịch và đáng hổ thẹn. Ủy ban điều tra Nga đã mở vụ án hình sự chống lại Graham hồi tháng 5 năm 2023. Do đó, Bộ Nội vụ đã đưa người Mỹ này vào danh sách truy nã. Tuy ủng hộ Ukraine, ông Graham cũng là đồng minh của ông Trump. Trong tháng này, thượng nghị sĩ này đã bỏ phiếu chống lại dự luật bao gồm gói viện trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine sau khi ông Trump kêu gọi các nhà lập pháp phản đối. Hôm 18 tháng 2, ông Graham nói với CBS rằng mình ủng hộ việc biến gói viện trợ thành khoản vay cho Ukraine. Reuters đưa tin, cách đây vài ngày, theo cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga, cảnh sát Nga đã đưa Thủ tướng Estonia Kazakalat, Bộ trưởng Văn hóa Litva và các thành viên tiền nhiệm của Quốc hội Latvia vào danh sách truy nã với cáo buộc phá hủy các di tích thời Liên Xô. Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Petkov cho biết, bà Kalat bị truy nã vì xúc phạm ký ức lịch sử. Trong khi đó, theo hãng thông tấn nhà nước TASS Nga, các quan chức vùng Baltic bị buộc tội phá hủy tượng đài các binh sĩ Liên Xô và hành vi này có thể bị phạt tù 5 năm theo Bộ Luật hình sự Nga. Kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự nhằm vào Ukraine, Estonia, Latvia và Litva đã phá hủy hầu hết các di tích thời Liên Xô trên lãnh thổ của họ, Estonia bí mật lên kế hoạch cải táng hai cốt của các quân nhân Liên Xô tại nghĩa trang quân đội Tallinn. Moscow đã vô cùng giận dữ và gọi kế hoạch đen này là hành động phá hoại nhằm vào Nga. Moscow đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng hành động của quốc gia Baltic. Thủ tướng Estonia, Kallas đã lên tiếng bác bỏ lệnh truy nã của Nga, đồng thời cho rằng đó chỉ là nỗ lực của Moscow nhằm đe dọa bà trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng bà Kallas sẽ nhận được một chức vụ cấp cao trong EU. Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga vừa phát hành lệnh truy nã đối với Thủ tướng và các quan chức Estonia, giới phân tích cho rằng lý do không còn đơn giản như vậy. Estonia đang cho thấy họ không ngại đối đầu Nga. Tờ Post Time của Estonia gần đây đã cáo buộc Nga đang chuẩn bị làm náo loạn biên giới với Estonia vào ngày bầu cử Tổng thống Nga diễn ra trong tháng 3 tới. Đại sứ quán Nga tại Tallinn cho biết, các địa điểm bỏ phiếu đặc biệt sẽ được tổ chức ngay tại biên giới Nga-Estonia để các công dân Nga sống tại quốc gia Baltic này có thể tham gia bỏ phiếu. Điểm bỏ phiếu đáng chú ý nhất chỉ cách trạm kiểm soát ở biên giới với Estonia 140 m Trước đó, Bộ Ngoại giao Estonia thông báo chỉ cho phép Nga mở một điểm bỏ phiếu tại trụ sở của Đại sứ quán Nga trên lãnh thổ nước này để phục vụ cuộc bầu cử Tổng thống. Cơ quan này đồng thời cho biết Estonia lên án mạnh mẽ ý định của Nga nhằm tổ chức bầu cử tại các vùng lãnh thổ mà Nga đang nắm quyền kiểm soát ở Ukraine, gọi đây là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Trong một diễn biến khác, hơn 80% người Nga được khảo sát cho biết sẽ tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 3 tới. Hãng tin TASS cho biết, số liệu trên là kết quả của khảo sát do tổ chức thăm dò ý kiến công chúng thực hiện với 1.500 người Nga trưởng thành, sai số thống kê không vượt quá 3,6%. Cùng theo kết quả khảo sát, 79% số người được hỏi nắm rõ ngày và tháng sẽ diễn ra cuộc bầu cử. Hội đồng Liên bang Nga đã ấn định lịch bầu cử tổng thống Nga vào ngày 17 tháng 3 năm 2024. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong 3 ngày là 15, 16 và 17 tháng 3. Đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày đầu tiên ở Nga. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga CEC mới công bố và niêm yết danh sách các ứng viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử. Theo đó, lần đầu tiên kể từ năm 2008 sẽ chỉ có 4 ứng cử viên tranh cử, bao gồm Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do Nga LDPR và Ladislav Davankov của Đảng Những Người Mới, Nikolai Kharitonov của Đảng Cộng sản Liên bang Nga KPRF và Tổng thống đương nhiệm Nga Vladimir Putin người đang tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 với tư cách ứng viên độc lập. Hôm 20 tháng 2, Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhid cho biết nước này sẽ tiếp tục từ chối những lời kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga. Theo đài RT của Nga, ông Kobakhid đã đưa ra những bình luận trên trong cuộc gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu-EU, Josep Borrell tại Bruxelles. Tại đây, ông được các phóng viên hỏi về yêu cầu mở mặt trận thứ hai chống Nga. Thủ tướng Kobakhid nói, những tuyên bố này rất đáng tiếc, đồng thời nhấn mạnh Georgia đang hỗ trợ chính trị mạnh mẽ cho Ukraine và đang gửi viện trợ nhân đạo tới Kiev. Georgia trước đây đã từ chối cùng nhiều nước phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt Moscow với lý do lo ngại về an ninh. Ông giải thích, về các biện pháp trừng phạt, chúng tôi có quan điểm rất rõ ràng về vấn đề này. Chúng tôi không áp đặt các biện pháp trừng phạt và chúng tôi có lý lẽ mạnh mẽ để làm điều đó. Đồng thời lưu ý nước này sẽ không phá vỡ các lệnh trừng phạt của bên thứ ba áp đặt với Moscow. Về phần mình, ông Borrell hứa sẽ chuyển thông điệp tới phía Ukraine về thiện chí của Georgia để có mối quan hệ tốt nhất có thể. Ông Kobakhid lập luận thêm rằng những tranh cãi giữa hai nước sẽ chỉ mang lại lợi ích cho Nga. Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với Georgia, quốc gia đã được trao tư cách ứng cử viên gia nhập EU từ tháng 12 năm 2023. Năm 2022, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexei Danilov đã kêu gọi người Georgia đứng lên và bảo vệ đất nước trước Nga. Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podolyak cũng chỉ trích lập trường của Georgia cho rằng giá trị quan trọng hơn lợi nhuận. Georgia chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga sau cuộc xung đột quân sự kéo dài 5 ngày hồi tháng 8 năm 2008. Nga đã công nhận các khu vực ly khai Abkhazia và Nam Ossetia của Georgia là các quốc gia độc lập. Hồi tháng 8 năm 2023, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Medvedev nói Nga có thể sắp nhập hai khu vực này nếu có lý do chính đáng. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết trong bài viết đăng trên tờ Argumenti Ifati, ý tưởng gia nhập Nga vẫn còn phổ biến ở Abkhazia và Nam Ossetia. Nó có thể được thực hiện nếu có lý do chính đáng. Giới chức Nam Ossetia hồi tháng 5 năm 2022 thông báo ý định tổ chức trưng cầu dân Ý sáp nhập Nga vào tháng 7 cùng năm, nhưng sau đó hủy bỏ vì không chắc chắn về hậu quả pháp lý của vấn đề được đưa ra trưng cầu. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khi đó cho biết Nga không có ý định tổ chức trưng cầu dân Ý để sáp nhập Nam Ossetia. Ông thêm rằng nếu Nga nghiêm túc về việc này, chúng tôi cần phải thực hiện một cách hợp pháp. Cũng trong năm 2023, lãnh đạo Abkhazia cho biết đã ký thỏa thuận với Nga cho phép Moscow lập căn cứ hải quân trên bờ biển đen tại vùng ly khai thuộc Georgia. Aslan Berzania, lãnh đạo vùng ly khai Abkhazia thuộc Georgia, nói với nhật báo Nga Ivestia rằng chúng tôi đã ký thỏa thuận và trong tương lai gần, hải quân Nga sẽ có căn cứ thường trực ở quận Ochamchira. Theo ông Berzania, động thái nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của cả Nga và Abkhazia và hình thức hợp tác này giữa hai bên sẽ còn tiếp tục. Ông Berzania cho biết thêm, còn có những vấn đề khác mà tôi không tiện nhắc đến. Tuy nhiên, cho đến nay, Georgia vẫn khẳng định rằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Moscow sẽ chỉ dẫn đến căng thẳng gia tăng. Năm ngoái, ông Sanva Papuasvili, Chủ tịch Quốc hội nước này cho biết, Georgia không có ý định áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt song phương nào vì lợi ích quốc gia của người dân chúng tôi. Ông nói thêm, Georgia không mong muốn gia tăng căng thẳng với Nga. Lầu Năm Góc cho biết Nga tiêu tốn khoảng 211 tỷ đô la Mỹ trong gần 3 năm xảy ra xung đột với Ukraine, cũng như chịu nhiều tổn thất về doanh thu vũ khí. Theo dữ liệu thống kê được Lầu Năm Góc công bố gần đây, ngoài số tiền đã chi, Nga còn thiệt hại khoảng 10 tỷ đô la Mỹ do phải dừng bán vũ khí hoặc bị hủy đơn hàng quốc phòng trong gần 3 năm xung đột với Ukraine. Xung đột cũng khiến ít nhất 20 tàu hải quân cỡ vừa và cỡ lớn của Nga bị đánh chìm ở Biển Đen. Khoảng 315.000 quân nhân nước này thiệt mạng hoặc bị thương. Tuy nhiên, quân đội Mỹ thừa nhận trong giai đoạn giao tranh hiện tại, Ukraine rơi vào tình thế bấp bênh chứ không phải Nga, trong bối cảnh nguồn viện trợ từ phương Tây có nguy cơ cạn kiệt, trong khi xung đột chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Trong diễn biến có liên quan, Trung tướng Nga Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng bảo vệ hạt nhân, hóa học và sinh học của lực lượng vũ trang Nga cho rằng Washington và Kiev đã vi phạm các điều khoản của OPCW và lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí hóa học do Mỹ sản xuất trên chiến trường. Ông Kirillov cáo buộc Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để thả lựu đạn hơi ngạt do Mỹ sản xuất vào cuối năm 2023 với hợp chất CS, một loại hóa chất được phân loại là công cụ kiểm soát bạo loạn, gây kích ứng mắt, đường hô hấp trên có thể gây bỏng da, liệt hô hấp và ngừng tim khi sử dụng ở nồng độ cao. Ông cho rằng Mỹ chuyển những loại vũ khí như vậy cho Ukraine và vi phạm trực tiếp các quy tắc của OPCW, trong đó nêu rõ một quốc gia không bao giờ trong bất kỳ trường hợp nào được chuyển giao vũ khí hóa học trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ ai. Ông cũng cho biết lực lượng của Moscow đã bị tấn công bởi một máy bay không người lái mang theo một thùng chứa đầy chloropicrin được phân loại là hợp chất bị nghiêm cấm, ngay cả đối với mục đích thực thi pháp luật. Theo ông Kirillov, loại hóa chất tương tự cũng được Kiev sử dụng ở gần làng Rabotino. Vị tướng này cũng đưa ra một số ví dụ tố kỳ ép sử dụng chất độc hại chống lại quân nhân Nga, cũng như đầu độc các quan chức cấp cao. Ông Kirillov cho biết, tình báo Nga tin rằng lực lượng Ukraine dưới sự hướng dẫn của những người ủng hộ từ phương Tây phát triển một chiến thuật quân sự mới sử dụng vành đai hóa học liên quan đến việc làm nổ tung các thùng chứa axit hydrocyanic và ammoniac để ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga. Ông nói thêm rằng kế hoạch được chứng minh bằng việc Kiev đã yêu cầu EU cung cấp cho nước này thuốc giải độc, mặt nạ phòng độc và các thiết bị bảo hộ cá nhân khác vào năm 2024. Trước đó là thuốc giải độc phốt pho hữu cơ và khí mù tạt cùng một số chất khác được các nước NATO cung cấp vào năm 2023. Ông Kirillov bình luận, rõ ràng là số lượng mà Ukraine yêu cầu là quá mức đối với một quốc gia không có vũ khí hóa học. Wall Street Journal đưa tin, trong khi các nhà lập pháp Mỹ đang tranh luận về gói viện trợ mới dành cho Ukraine, Israel và Đài Loan, thì chính quyền Tổng thống Joe Biden cho rằng kế hoạch trên sẽ giúp lĩnh vực quốc phòng Mỹ thu về 38,8 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, gói viện trợ bổ sung của Mỹ dành cho Ukraine vẫn chưa được Quốc hội Mỹ thông qua. Trong đó, Đảng Cộng hòa nhiều lần nhấn mạnh bất kỳ khoản viện trợ bổ sung nào của Mỹ cho Ukraine và Israel cũng phải đi kèm một thỏa thuận giải quyết vấn đề biên giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 19 tháng 2 cho biết ông sẵn sàng gặp Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson để thảo luận về dự luật viện trợ dành cho Ukraine, đồng thời cho rằng Đảng Cộng Hòa đang phạm sai lầm khi phản đối gói viện trợ. Gói viện trợ bao gồm ngân sách dành cho Ukraine, nhưng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho đến nay thậm chí đã từ chối đưa ra biểu quyết tại Hạ viện, nơi mà Đảng Cộng Hòa kiểm soát với chênh lệch sĩ sau. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Mark Warner nhận định gói viện trợ mới sẽ là nhân tố thay đổi cuộc chơi đối với Ukraine. Tuy nhiên, ông từ chối cho biết liệu sự hỗ trợ này có đảm bảo chiến thắng cho Ukraine hay không, nhưng nhấn mạnh sự hỗ trợ của Mỹ là hy vọng cuối cùng và tốt nhất đối với Kiev. Ông Gunner nói, trong thời gian ngắn, tôi không biết có cách nào khác để Ukraine có được vũ khí, đạn dược và công cụ mà họ cần ngoại trừ nhận từ Mỹ. Tại cuộc họp báo với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vào ngày 17 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng khẳng định gói viện trợ mới từ Washington là rất quan trọng với Kiev. Ông Zelensky nói, Chúng tôi hiện không xem xét các lựa chọn thay thế vì chúng tôi đang trông cậy vào Mỹ, nước giữ vai trò đối tác chiến lược của Ukraine. Giới chức phương Tây cũng cảnh báo nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ, sự sụp đổ hàng loạt dọc theo chiến tuyến có thể xảy ra ở Ukraine vào năm 2024. Tân Tổng thư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Sisky, thừa nhận tình hình trên tiền tuyến đang khó khăn. Nga cũng đã nhiều lần chỉ trích phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine và nhấn mạnh hành động này chỉ kéo dài xung đột mà không làm thay đổi kết quả. Ngoài ra, chính trường Mỹ hiện nóng lên khi cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 tới gần, được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá trong cuộc bầu cử năm nay. Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết nếu đắc cử, ông sẽ yêu cầu các đồng minh châu Âu hoàn trả cho Mỹ số đạn dược trị giá khoảng 200 tỷ đô la Mỹ đã được gửi tới Ukraine. Điều đó làm Kiev và các đồng minh lo ngại rằng nguồn tài trợ của Mỹ dành cho Kiev trong xung đột chống Nga sẽ cạn kiệt hoàn toàn nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Kể từ khi cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina bùng phát vào tháng 2 năm 2022, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đã trải qua thời kỳ bùng nổ sản xuất vũ khí và đạn dược trên diện rộng. Điều này đã giúp khắc phục sự sụt giảm sản lượng do đại dịch Covid-19 gây ra vào thời gian trước đó. Chỉ mất vài năm, nhưng doanh số sản xuất máy bay chiến đấu và thiết bị quân sự của Mỹ đã đạt mức thu bằng vài thập kỷ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, quốc gia này đã thu về hơn 80 tỷ đô la Mỹ từ các hợp đồng vũ khí trong năm qua. Trong đó, hơn một nửa doanh thu đến từ các nước đồng minh châu Âu. Hồi tháng 8 năm 2013, Mỹ đã bán trực thăng Apache, hệ thống tên lửa, xe tăng và các khí tài quân sự khác trị giá 30 tỷ đô la Mỹ cho Ba Lan. Nhà phân tích ngành công nghiệp quân sự Miles Watton cho biết, hoạt động sản xuất và bán vũ khí của Mỹ trong vài năm trở lại đây tương đương với 20 năm trước đó. Ngoài ra, Mỹ có thể hưởng lợi từ việc sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG sau khi nguồn cung cấp khí đốt của Nga bị cắt khiến giá năng lượng tăng vọt. Năm 2013, Mỹ lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG lớn nhất thế giới, vượt qua hai nước xuất khẩu hàng đầu là Australia và Qatar. Theo Bộ Năng lượng, lượng xuất khẩu này dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2030. Chuyển sang nội dung đáng chú ý về xung đột Israel-Hamas. Thưa quý vị, vừa qua, Trung tá Avichai Andrei, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF, đã ra thông báo yêu cầu tất cả cư dân tại khu Jetun và Tukman tại Gaza City, thành phố nằm ở miền bắc giải Gaza, di chuyển ngay tới khu vực nhân đạo al Mawasi ở miền nam giải Gaza, theo đường Salah Andin, trước khi IDF mở chiến dịch tấn công để trả đũa Hamas. Trung tá Avichai Andrei, Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF gần đây thông báo, thông báo khẩn cấp tới tất cả cư dân tại khu Jetao và Turkmen. Chúng tôi yêu cầu các cư dân ở đây di chuyển ngay tới khu vực nhân đạo Al-Mawasi ở miền nam giải Gaza theo đường Salah al-Din. Truyền thông Israel nhận định thông báo nói trên cho thấy IDF dường như đang phát động chiến dịch mới nhằm vào khu Jetao và Turkmen của Gaza City, thành phố nằm ở miền bắc giải Gaza. Giới chức địa phương ghi nhận một số thương vong khi IDF tiến quân tại hai khu vực này trong vài giờ qua. Trước khi mở hoạt động tấn công giải Gaza để trả đũa Hamas, IDF yêu cầu dân thường Palestine tại miền Bắc giải Gaza, trong đó có Gaza City, di tản về miền Nam. Tuy nhiên, nhiều người vẫn ở lại khu vực này trong hơn 4 tháng giao tranh. Theo các quan chức quốc phòng Israel, quyết định rút lực lượng dự bị khỏi giải Gaza sẽ giúp phục hồi kinh tế nước này và cho các binh sĩ của các đơn vị nói trên nghỉ ngơi trước khi IDF triệu tập tuy nhiên trên thực tế đã có nhiều ý kiến nhận định giải Gaza không còn nơi nào an toàn cho người dân sơ tán về vị trí địa lý phía nam của Rafa vướng biên giới Ai cập hướng đông là biên giới Israel phía tây là địa trung hải có khu tị nạn Al-Mawasi nơi chục nghìn người dân đang cắm lều chạy trong một vùng sa mạc ven biển chật hẹp không hệ thống cơ sở hạ tầng không có các nguồn cung cấp cho nhu cầu thiết yếu các thành phố xa hơn ở miền bắc giải Gaza là nơi không thể sinh sống do hầu hết hạ tầng đã bị phá hủy Tại miền Trung, chiến sự vẫn đang tiếp diễn. Liên Hợp Quốc cảnh báo tấn công vào Rafa có thể gây ra một cuộc tàn sát với những hậu quả không thể đau đếm. Các cuộc tấn công ở miền Bắc Gaza đã dồn người dân chạy về miền Trung. Sau đó, các cuộc tấn công vào miền Trung tiếp tục đẩy người dân về phía Nam. Quan chức Liên minh châu Âu-EU đặt câu hỏi, sẽ sơ tán những người dân đi đâu? Lên mặt trăng ư? Lối thoát an toàn duy nhất cho người dân Rafa là tràn qua cửa khẩu sang Ai Cập, một kịch bản gần như không thể. Hơn ai hết, Ai Cập đang rất lo ngại về nguy cơ làn sóng tị nạn mới và đã điều động 40 xe tăng cùng xe chuyển quân tới biên giới Gaza để phòng làn sóng tị nạn nếu Israel tấn công Rafah. Trước đó, chính phủ Israel đã công bố kế hoạch mở hoạt động quân sự tại thành phố Rafah, biên giới giáp với Ai Cập, song chưa ấn định thời gian cụ thể. Kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của nhiều nước phương Tây và khu vực do đây là nơi ẩn náu sau cùng của hàng triệu người Palestine lánh nạn tại đây thủ tướng israel benjamin netanyahu đã khẳng định xung đột hiện nay không thể kết thúc nếu không có chiến dịch này đồng thời cam kết thiết lập hành lang an toàn để sơ tán người dân tuy nhiên đến nay vẫn chưa rõ địa điểm an toàn mà dân thường có thể di rời đến trên giải gaza nỗ lực đàm phán về một lệnh ngừng bắn đã kéo dài nhiều tuần qua nhưng chưa đưa đến thỏa thuận nhà hòa giải chủ chốt qatar cuối tuần qua đã thừa nhận rằng triển vọng đang mờ nhạt Washington, đồng minh quan trọng và ủng hộ quân sự cho Israel đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần để đổi lấy việc thả 130 con tin mà Israel cho rằng vẫn đang bị giam giữ ở Gaza. Tuy nhiên, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, dù có hay không có thỏa thuận con tin, Israel vẫn sẽ thực hiện hoạt động quân sự để đảm bảo đánh bại Hamas. Mỹ và nga hôm 21 tháng 2 trình bày các quan điểm của mình trong các phiên tố tụng tại tòa án tối cao của Liên hợp quốc (IJC) nhằm đảm bảo về tính hợp pháp của việc Israel kiểm soát các vùng lãnh thổ của Palestine. Israel đã bày tỏ quan điểm thông qua văn bản rằng sự can thiệp của tòa án có thể gây tổn hại cho việc đạt được một giải pháp thương lượng. Phía Washington vào năm 2022 cũng đã phản đối việc tòa án đưa ra ý kiến và sẽ đưa ra các tranh luận của mình vào phiên tòa ngày 21 tháng 2 năm 2024, cho rằng tòa án công lý quốc tế. ICJ không thể ra phán quyết về tính hợp pháp của hành động kiểm soát này. Trước đó, các đại diện của Palestine đã yêu cầu các thẩm phán tuyên bố việc Israel kiểm soát một phần lãnh thổ của nước này là bất hợp pháp. Theo phía Palestine, việc ICJ đưa ra phán quyết có thể giúp đạt được giải pháp hai nhà nước. Hơn 50 quốc gia sẽ trình bày các lập luận cho đến ngày 26 tháng 2. Sự gia tăng bạo lực mới nhất ở giải Gaza sau các cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 của lực lượng vũ trang Hamas ở Israel đã dấy lên những bất ổn vốn đã tiềm ẩn trong lòng Trung Đông, đồng thời làm tổn hại đến những nỗ lực tìm kiếm một con đường dẫn tới hòa bình cho khu vực và thế giới. Hội đồng 15 thẩm phán của ICJ đã được yêu cầu xem xét về sự kiểm soát, định cư và sáp nhập của Israel, bao gồm các biện pháp nhằm thay đổi thành phần nhân khẩu học, đặc điểm và tình trạng của thánh địa Jerusalem, từ đó thông qua các điều luật và biện pháp phân biệt đối xử liên quan. Các thẩm phán cũng được kỳ vọng sẽ đưa ra ý kiến về vấn đề này trong vòng 6 tháng tới. Israel đã phớt lờ ý kiến của Tòa án Thế giới vào năm 2004 khi cho rằng bức tường ngăn cách của Israel ở bờ Tây đã vi phạm luật pháp quốc tế và cần thiết phải dỡ bỏ. Thay vào đó, nước này đã được mở rộng giải ngăn cách ấy. Theo các quan chức y tế Gaza, các phiên điều trần hiện tại có thể làm tăng áp lực chính trị đối với cuộc xung đột của Israel ở Gaza. Trước đó, ngày 20 tháng 2, Mỹ đã phủ quyết dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn lập tức tại giải Gaza do Algeria đưa ra, trong khi 13 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thuận và Anh bỏ phiếu trắng. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân nói, rõ ràng vấn đề ngừng bắn nhằm ngăn cuộc xung đột tại giải gaza không phải do hội đồng bảo an không đạt được đồng thuận áp đảo mà là vì mỹ dùng quyền phủ quyết trung quốc bày tỏ thất vọng mạnh mẽ và không hài lòng với quyết định của mỹ đại sứ mỹ tại liên hợp quốc linda thomas greenfield cho biết nước này không thể ủng hộ nghị quyết có thể gây nguy hại cho các cuộc đàm phán nhạy cảm đồng thời đề xuất văn kiện thay thế do washington soạn đại sứ trương nói tuyên bố mà phía mỹ đưa ra hoàn toàn không có cơ sở theo ông trương động thái phủ quyết của mỹ gửi thông điệp sai lầm đẩy gaza vào tình trạng nguy hiểm hơn theo đại sứ Trương, Algeria đã thể hiện lý trí, sự chân thành và thái độ cởi mở khi tham vấn sâu rộng với mọi bên trong thời gian dài về dự thảo, tiếp thu ý kiến và khiến văn kiện trở nên cân bằng hơn. Đại sứ Trương cho biết, Trung Quốc đề nghị Israel thực hiện lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, từ bỏ kế hoạch tiến công Rafah và chấm dứt trừng phạt tập thể người dân Palestine. Thưa quý vị, vừa qua CNBC đưa tin, lực lượng Houthi đã làm hư hại một con tàu ngoài khơi Yemen, khiến cho thủy thủ đoàn phải bỏ chạy. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình đang gia tăng căng thẳng về hàng hải làm gián đoạn các tuyến đường thương mại quan trọng ở Biển Đỏ. Cơ quan vận hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh, UKMTO cho biết, họ nhận được báo cáo về một vụ tấn công tàu ở eo biển Bab el Mandeb ngoài khơi bờ biển Yemen. Đồng thời cho biết thủy thủ đoàn đã bỏ tàu. UKMTO thông báo tàu neo và tất cả thủy thủ đoàn đều an toàn. Lực lượng Houthi sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Người phát ngôn Houthi, Yaya Sare nhận định, con tàu bị hư hại là tàu Rubima của Anh. Dữ liệu của Vetsen Fighter và MarineTraffic.com cho thấy con tàu treo cờ Belize. Houthi cho biết họ chỉ muốn nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu của Israel, Anh và Mỹ. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng họ đã thực hiện các hành vi gây hại đến các tàu từ nước khác. Theo dữ liệu của MarineTraffic.com, tàu Rubima đi từ cảng Ras Al Khayy của Ả Rập Xê út đến Vanna, Bulgaria. Người phát ngôn của Houthi, Sare thông báo, con tàu bị hư hại nặng nề và phải dừng lại hoàn toàn do thiệt hại nặng nề mà con tàu phải gánh chịu. Giờ đây nó có nguy cơ bị chìm ở vịnh Aden. Trong quá trình tấn công, chúng tôi đã đảm bảo thủy thủ đoàn thoát ra ngoài an toàn. CNBC không thể xác minh tình trạng con tàu. Chuyên gia đánh giá rủi ro hàng hải toàn cầu Abrey Analytic nói với CNBC rằng con tàu vẫn ở trạng thái nổi vào lúc 8 giờ sáng ngày 19 tháng 2, theo giờ London. Thủy thủ đoàn gồm 24 người đã được tàu MV Lobivia treo cờ Singapore cứu và đang trên đường đến Djibouti. Con tàu được cho là vẫn đang trong tình trạng ngập nước ít nhất 36 tiếng sau cuộc tấn công. Theo công ty an ninh hàng hải Apray Anh, một tàu chở hàng khác thuộc sở hữu của Mỹ và mang cờ Hy Lạp cũng bị hầu thi tấn công. Tàu này đã phát tín hiệu kêu gọi hỗ trợ quân sự. Cùng thời điểm, hầu thì cũng đã tuyên bố bắn hạ một UAV MQ-9 Reaper của Mỹ trên không vận Yemen. Hầu thì không cung cấp bằng chứng cho thấy UAV MQ-9 Reaper bị bắn hạ. Tháng 11 năm ngoái, Lầu Năm Góc cũng đã xác nhận một chiếc MQ-9 Reaper bị bắn hạ trên biển đỏ. Theo Al Jazeera, hầu thì sở hữu nhiều hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại và có thể bắn hạ các loại UAV tiên tiến như MQ-9 Reaper. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vừa qua, Tổng trưởng lý bang New York, Mỹ cho biết đang chuẩn bị tiến hành siết nợ các tài sản của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trong trường hợp ông không thể nộp phạt 355 triệu đô la Mỹ. Reuters đưa tin cựu tổng thống Trump đối mặt nguy cơ bị siết nợ ở bang New York. Tổng trưởng lý James nói với đài ABC News, nếu ông ấy không có tiền nộp phạt theo phán quyết của tòa án, chúng tôi sẽ theo đuổi các cơ chế thi hành án và chúng tôi sẽ yêu cầu thẩm phán tịch thu các tài sản của ông Trump. Vừa qua, thẩm phán Arthur Engoron của tòa án New York phán quyết buộc ông Trump nộp 355 triệu đô la Mỹ vì các cáo buộc nhiều năm qua đã thổi phồng giá trị tài sản dòng để đạt được các khoản vay ưu đãi hơn. Thẩm phán cũng cấm ông điều hành các công ty kinh doanh ở bang New York trong vòng 3 năm. Ông Trump khẳng định mình vô tội và sẽ kháng án. Cựu Tổng thống Mỹ cáo buộc bà James, quan chức của Đảng Dân Chủ, đối xử bất công với mình. Theo Reuters, dẫn lời các nhà phân tích, đơn kháng cáo của ông Trump nhiều khả năng tập trung vào lập luận cho rằng không có ai bị tổn thất thực sự trong trường hợp gia đình ông, thực sự có thổi phồng giá trị tài sản. Tuy nhiên, tổng trưởng lý James khẳng định ông Trump đã phạm tội gian lận ở mức độ khủng khiếp và khó có thể lật lại bản án. Đồng thời, đe dọa sẽ tịch thu các tòa nhà chọc trời của ông Trump liên quan đến cuộc chạy đua vào Nhà trắng mới đây ông John Bolton, từng là cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dưới thời chính quyền Donald Trump và hiện là người chỉ trích mạnh mẽ cựu Tổng thống, trả lời phỏng vấn rằng việc Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây nói muốn Tổng thống Joe Biden tái đắc cử rõ ràng là nỗ lực đánh lạc hướng thông tin. Ông Bolton cho hay, lãnh đạo Nga chỉ đang cho ông Trump cơ hội nói, tôi nghĩ đó thực sự là lời khen dành cho mình. Thực tế nếu ông Trump đắc cử, sẽ có buổi ăn mừng ở Điện Kremlin. Trong diễn biến có liên quan, dư luận Mỹ, đặc biệt các luồng ý kiến chính trị đối lập với ông Trump, thường mô tả ông Trump là người có quan điểm thân thiện với ông Putin sau sự ra đi gây chấn động của Alexei Navalny, chính trị gia đối lập nổi tiếng chống Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump rơi vào áp lực phải chỉ trích ông Putin. Tuy nhiên, trên mạng xã hội Trust Social, ông Trump bị nhận xét đã cố tình không nhắc tới ông Putin. Thay vào đó, ông ví bản thân mình như Navalny và khẳng định sự ra đi của Navalny khiến tôi ngày càng nhận thức rõ hơn về những gì đang diễn ra ở đất nước đang xa sút của chúng ta. Ý của ông Trump là những gì đang xảy ra với bản thân ông. Các cuộc săn phù thủy, các vụ truy tố hình sự lẫn dân sự mà ông cho là vũ khí hóa luật pháp chỉ để hạ bệ ông, một cựu tổng thống và đang là ứng cử viên sáng giá tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, phát biểu còn mơ hồ của ông Trump lập tức trở thành đề tài bàn tán. Hai nhà khoa học chính trị Justin Vow, phó giáo sư Đại học Houston và Brandon Rottinghouse, Giáo sư Đại học duyên hải Carolina ngày 18 tháng 2 công bố kết quả khảo sát về mức độ vĩ đại của 45 đời tổng thống trong lịch sử Mỹ. Nghiên cứu được thực hiện từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dựa trên khảo sát ý kiến của 154 học giả thuộc Hiệp hội khoa học chính trị Mỹ (APSA). Trong khảo sát, các học giả Mỹ được yêu cầu đánh giá 45 đời tổng thống Mỹ theo thang điểm từ 0 đến 100, trong đó 0 là thất bại, 50 là bình thường và 100 là vĩ đại kết quả cho thấy ông Trump, tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, được chấm 10,92 điểm, xếp ở vị trí cuối cùng bảng xếp hạng. Xếp đầu tiên là tổng thống Abraham Lincoln, được chấm 93,87 điểm. Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng và đứng ở vị trí thứ 14 với 62,66 điểm. Hai tác giả nhận xét, thành tựu quan trọng nhất của ông Biden là cứu được vị trí tổng thống Mỹ khỏi ông Trump, khôi phục phong cách lãnh đạo tổng thống truyền thống và khiến ông Trump không giành lại được chiếc ghế ông chủ nhà trắng vào mùa thu năm 2024. Dù bị đánh giá thấp trên bảng xếp hạng, nhưng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, hàng loạt ứng viên đã nối tiếp nhau bỏ cuộc và tuyên bố ủng hộ cựu tổng thống Trump. Trong đó có tỷ phú gốc Ấn Vivek Ramaswamy, đến thượng nghị sĩ Tim Scott của bang Nam Carolina và thống đốc Florida Ron DeSantis. Ông DeSantis, người từng được coi là đối thủ tiềm năng và nhiều thách thức nhất đối với cựu tổng thống Donald Trump, trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa đã tuyên bố bỏ cuộc hồi tháng 1. Có lẽ nhiều người trong ban lãnh đạo Đảng Cộng hòa cũng đã đánh giá thấp ông Trump. Thực tế, ngay từ khi cuộc đua của Đảng Cộng hòa bắt đầu, ông Trump đã được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất và là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng cuộc đua sơ bộ có vẻ như sẽ kết thúc sớm hơn so với những gì ông Trump và những người ủng hộ ông có thể tưởng tượng. Lịch sử bầu cử sơ bộ cho thấy chưa có ứng cử viên nào thua cuộc sau khi giành chiến thắng ở hai bang đầu tiên là Iowa và New Hampshire. Sau khi ông Trump giành thắng lợi ở bang Iowa, các cuộc khảo sát ở New Hampshire cho thấy ông đủ cơ hội vượt mốc 50% phiếu bầu. Ngày càng nhiều cử tri Cộng hòa cho rằng ông Trump là lựa chọn tốt nhất cho đề cử của Đảng và vị trí Tổng thống. Trong số này, đặc biệt bao gồm cả các cử tri trí thức. Khi lần đầu tranh cử Tổng thống năm 2016, ông Trump nhận được sự ủng hộ lớn của cử tri thuộc tầng lớp lao động, nhưng lại không được lòng các cử tri trí thức của Đảng Cộng hòa. Phong cách, những phát ngôn gay gắt, thậm chí gây sốc của ông Trump không khiến họ hài lòng trong cuộc thăm dò của Đại học Suffolk USA Today đầu tháng 1 năm 2024, 60% cử tri tốt nghiệp đại học cho biết sẽ ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Nhưng một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng tới kế hoạch bầu cử của ông Trump chính là bốn lần bị truy tố và đối mặt với 91 cáo buộc hình sự. Nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa từng đặt câu hỏi liệu ông Trump có nên là ứng cử viên của Đảng ra tranh cử Tổng thống hay không? Cho tới nay, diễn biến cho thấy các bản cáo trạng đã củng cố sự ủng hộ của cử tri thay vì làm mất uy tín ông Trump đến thời điểm hiện tại, nhiều cử tri trí thức của đảng Cộng hòa cho rằng các cuộc điều tra nhắm vào cựu tổng thống là quá mức và thiếu công bằng. Hai tàu của hải quân nga đã tới Ấn Độ để tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Milan 2024. Theo RT, tuần dương hạm Varyag thuộc lớp Slava và tuần dương hạm Mashan saposnikov thuộc lớp Udaloy đã cập cảng Visa Khapat Nam ở Nam Ấn Độ. Cuộc tập trận do Ấn Độ tổ chức sẽ có sự tham gia của nhiều nước như Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia và Iran, Yemen, Qatar, Iraq. Thời điểm tập trận rất quan trọng vì một số bên tham gia đã triển khai tàu tới Biển Đỏ trong bối cảnh căng thẳng xung quanh cuộc xung đột Israel-Hamas. Khoảng 20 tàu chiến và tàu ngầm, máy bay tuần tra hàng hải, trực thăng, sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài tới 27 tháng 2. Ấn Độ dự kiến triển khai hơn 20 tàu, gồm cả tàu sân bay INS Vikramaditya do Nga đóng và tàu INS Vikran. Chính phủ Ấn Độ cho biết, mục đích trọng tâm của Milan 2024 là tăng cường tương tác chuyên nghiệp giữa các lực lượng hải quân thân thiện và tích lũy kinh nghiệm trong các hoạt động đa phương trên biển. Tư lệnh Hải quân Ấn Độ Hari Kumar nói với giới truyền thông rằng nước này đang thực hiện các hoạt động chống cấp biển và chống máy bay không người lái lớn ở Biển Bắc Ả Rập và Biển Đỏ. Ông nói, chúng tôi đang hợp tác với hải quân nước ngoài, chủ yếu là để trao đổi thông tin. Chúng tôi là cường quốc hải quân thường trú lớn nhất ở khu vực Ấn Độ Dương. Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai phá hoại an ninh, ổn định và an toàn trong khu vực này. Ấn Độ đã tăng cường đáng kể sự hiện diện tại tuyến đường vận chuyển quan trọng trên Biển Đỏ khi phong trào Houthi ở Yemen tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào các tàu buôn. New Delhi cũng bày tỏ lo ngại về hoạt động ngày càng gia tăng của cướp biển Somalia. Milan 2024 là cuộc tập trận thứ 12 được tổ chức kể từ năm 1995. Cuộc tập trận sẽ bao gồm các giai đoạn ở cảng và trên biển, trong đó giai đoạn thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 2, bao gồm các cuộc tập trận phòng không, diễn tập chống tàu chiến. Ở diễn biến khác, trước đó, NATO cũng từng tổ chức tập trận quy mô lớn với khoảng 90.000 binh sĩ của 31 quốc gia thành viên cùng với Thụy Điển tham gia cuộc tập trận kéo dài nhiều tháng nhằm kiểm tra khả năng phòng thủ, Steefat Defender 2024 sẽ bao gồm một loạt các cuộc tập trận nhỏ trên phạm vi kéo dài từ Bắc Mỹ đến sườn phía đông của NATO gần biên giới Nga. Điều này khiến thứ trưởng ngoại giao Nga Alexander Grusko cho rằng cuộc tập trận 90.000 lính của NATO là dấu hiệu họ muốn quay lại với các mưu đồ thời chiến tranh lạnh. Thứ trưởng ngoại giao Nga nói trong cuộc phỏng vấn, những cuộc tập trận này là một yếu tố trong chiến tranh lai do phương Tây khởi xướng nhằm vào Nga. Cuộc tập trận với quy mô như vậy đánh dấu sự trở lại không thể thay đổi của NATO. Với các mưu đồ thời chiến tranh lạnh, khi họ lập kế hoạch quân sự, chuẩn bị các nguồn lực và cơ sở hạ tầng để đối đầu với Nga. Thời điểm đó, NATO không đề cập đích danh Nga trong thông báo tập trận. Tuy nhiên, tài liệu chiến lược hàng đầu của liên minh này xác định Nga là mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất đối với an ninh các nước NATO. Tuần trước, một trong những nội dung được nhấn mạnh trong hội nghị An ninh Munich là vấn đề an ninh phòng thủ của châu Âu. Lãnh đạo nhiều quốc gia đã kêu gọi gia tăng năng lực phòng thủ, đẩy mạnh đầu tư cho công nghiệp quốc phòng cho châu Âu với một chiến lược hoàn toàn mới nhằm đảm bảo các vấn đề an ninh của châu lục. Trong một bài phỏng vấn mới đây trên truyền thông châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen, người vừa tuyên bố ý định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, đã nhắc lại mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ và tích cực hơn nữa giữa các quốc gia EU về chi tiêu quân sự. Trên tờ Euronews, bà khẳng định châu Âu cần củng cố các cơ sở công nghiệp quốc phòng của chính mình kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine, cũng như các mối đe dọa an ninh từ các khu vực khác, các quốc gia thành viên EU đã tăng đáng kể chi tiêu quân sự của mình, trong đó Ba Lan là quốc gia vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng chi tiêu quân sự của NATO vào năm 2023 với mức chi tiêu lên tới sấp xỉ 4%. Tiếp đó là một số các quốc gia khác như Đức, Pháp, Hy Lạp, Phần Lan, Litva có mức chi tiêu tăng kỷ lục so với năm trước. Chi tiêu quốc phòng ở nhiều quốc gia châu Âu tiếp tục được thúc đẩy do căng thẳng gia tăng, nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm công nghệ hiện đại như máy bay không người lái UAV và hệ thống định vị toàn cầu GPS. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia buộc phải thúc đẩy đang tích cực trang bị vũ khí để nâng cao năng lực phòng thủ và thúc đẩy hợp tác quân sự để đảm bảo an ninh quốc gia. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Von der Leyen, chia sẻ với báo chí châu Âu từ tổng số 240 tỷ euro cho chi tiêu quốc phòng vào năm 2022. EU đã tăng lên 280 tỷ euro vào năm 2023 và dự kiến tài chính sẽ tăng lên 350 tỷ euro vào năm 2024. Tuy nhiên, bà cho rằng các quốc gia EU cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn và bước đầu tiên để tăng cường sức mạnh của khối là chiến lược công nghiệp quốc phòng châu Âu mà Ủy ban châu Âu sẽ sớm được đưa ra. Hiện tại, các chi tiết của kế hoạch này vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, một trong số các giải pháp khả thi cho tới lúc này là chương trình mua sắm vũ khí chung, tương tự như cách thức chương trình chung cho vaccine COVID-19. Trong tương lai, khối này thậm chí có thể phát hành khoản nợ chung của châu Âu để tài trợ cho chi tiêu quân sự. Giới chuyên gia nghiên cứu và các chính sách châu Âu cho rằng, đây sẽ là kế hoạch lớn nhưng không dễ thực hiện bởi cần được sự đồng thuận của các thành viên EU. Hiện tại, khối này vẫn chưa có bất kỳ thỏa thuận chính trị cụ thể nào giữa các thành viên EU về việc mua sắm chung thiết bị quân sự từ các nước thứ ba hoặc các công ty tư nhân do EU thay mặt cho các quốc gia thực hiện. Trong một động thái liên quan, một số chính phủ EU đang bày tỏ sự ủng hộ kế hoạch này. Điển hình như Pháp là một trong những đầu tàu của EU, cho rằng các khoản đầu tư quân sự nên hướng tới các công ty châu Âu thay vì mua hệ thống quân sự từ các nước khác. Mặt khác, dù có xu hướng ủng hộ quan điểm này, nhưng Hy Lạp và Cộng hòa Síp thể hiện rõ động thái loại trừ việc mua hàng từ ngành công nghiệp quân sự quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Có thể nói, nền tảng của chiến lược này là việc thành lập ủy viên phụ trách về vấn đề quốc phòng của châu Âu, chịu trách nhiệm điều phối các chính sách quốc phòng và hỗ trợ công nghiệp quân sự. Theo kế hoạch, trong vòng gần 3 tuần tới, Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra đề xuất chiến lược công nghiệp quốc phòng như vậy liên minh châu âu đang tiến tới một bước đi lịch sử để thúc đẩy chi tiêu quốc phòng chung theo cách hiệu quả hơn trong tất cả thỏa thuận quốc phòng và hợp đồng mua sắm chung qua đó xây dựng các chương trình nhằm tăng cường khả năng dự đoán và phối hợp về quân sự giữa các quốc gia cũng như thúc đẩy tương tác giữa các lực lượng vũ trang của mỗi nước thành viên eu để đảm bảo an ninh trong khu vực nói chung các quốc gia nói riêng nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên vtc news ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại